Ủa, Nụ. Quỳnh Ốc. Nụ đi chợ về hả? Dạ. Quỳnh bán hết chưa? Còn hai con. Thôi Nụ đem về nấu canh ăn luôn đi. Dạ thôi, Quỳnh để Quỳnh bán đi. Mỗi chút Quỳnh bán mau về sớm nha. Ừ, đa tạ Nụ. Thôi nhưng mà còn có hai con à, Nụ đem về nấu canh ăn đi, ngon lắm. Dạ thôi, Quỳnh để bán đi. Vậy muội về nha. Ừ, muội về. Dạ. Ê Ốc. Nụ, lấy cá về, ăn đi. Ốc nó nghe nè. Sao không lấy cá cho con Nụ đi? Trời, cá này con bắt cực gần chết à. Mà cho gì? Trời ơi, con Nụ vừa đẹp người đẹp nết. Tôi với mà có thằng con trai á, là tôi hỏi cưới nó về làm dâu luôn. Thôi tôi về nghe. À, nàng đi đâu vậy? Nàng Nụ xinh đẹp giỏi giang, hiền lành, đảm đang của ta đây rồi. Công tử. Đi đâu công vậy? Tử à, công tử tránh đường cho tôi về, tôi còn phải nấu cơm cho phụ thân nữa. Hay lắm, vậy ta càng thích. Tất cả những cô gái làm thiếp của ta lúc đầu họ đều y như nàng, kết quả thì sao, cũng về làm thiếp của ta thôi. Công tử, xin công tử đừng làm vậy mà. Nếu không tôi la lên là mất thanh danh của người đó. Thanh danh hả? Thanh danh là cái gì? Mất á thì cha ta mua cái khác. Nhà ta thiếu gì vàng bạc, mua cái gì mà không được. Mà nàng lại quan tâm làm gì? Nàng thích ta đúng không? Nàng cứ về làm thiếp ta đi, ta sẽ cho nàng nhiều của cải. Xin lỗi công tử, tôi về. Đi đâu? Công tử. Nếu mà nàng không về á thì cũng được thôi, với một điều kiện. Ta với nàng đi qua đó một chút. Nụ. Công tử. Công tử làm cái gì vậy? Nụ à. Trời ơi. Công tử. Ta đi mà. Buông tôi ra. Ta thương tôi gì ra. Ta đi. Buông tôi ra. Nàng muốn gì cũng được hết. Thả tôi ra. Công tử mà. Ta đi mà. Nhà ngươi hả? Không phải ta à nha. Là hắn á. Ốc chứ không phải con đâu cô chủ. Ngươi đổ thừa ta hả? Ngươi cầm cây rõ ràng. Mày đứng đó làm gì? Xuống bắt nó cho ta. Xuống đây. Dạ cô chủ bảo trọng nha, con chạy trước đi. Cái thằng mày. Sao? Cô đánh nhau không? Mày nhớ cái tàu đó. Nhớ cái cù lôi nè. Nhát gan. Nụ ơi, Nụ có sao không Nụ? Mùi đa tạ Quýnh Ốc nha. Không có gì đâu. Không nhờ Quýnh Ốc tới kịp á, không biết tên công tử kia tính làm cái gì nữa. Trời, có gì đâu. Quỳnh, sẵn Quỳnh đi đường, Quỳnh thấy ai Quỳnh cũng giúp vậy hết à, chứ không phải riêng gì Nụ đâu. Ê, túi của Nụ kìa. Nè Nụ. Đa tạ Quỳnh. Mà Quỳnh Ốc bán xong rồi hả? Đúng rồi, Quỳnh bán xong hết rồi. Dạo này mẫu thân Quỳnh khỏe không Quỳnh? Muội định ghé thăm nhưng mà chưa có dịp. Trời, Nụ tính ghé thăm mẫu thân Quỳnh hả? Đúng rồi, mẫu thân Quỳnh á, bệnh hoài à, không biết sao cứ bệnh liên miên á, ho nóng rồi này kia. Bữa nào Nụ qua thăm mẫu thân Quỳnh nha. À, muội có một liều thuốc xong rất là hay á, để vài hôm nữa muội mang qua dùng thử cho mẫu thân Quỳnh khỏi bệnh nha. Thiệt hả Nụ? Ừ. Đà tạ Nụ nhiều. Không có gì đâu. Mà Nụ ơi, nói Nụ nghe nè, Quỳnh Quỳnh có cái này muốn cho Nụ mà không biết Nụ có thích không. Bây giờ á, Nụ đứng đây chờ Quỳnh chút nha, để Quỳnh đi lấy. Dạ. Đứng đây nha, đừng đi ngang, đừng đi đâu hết dạ. Nha. Dạ. Quỳnh tính cho muội cá hả? Trời, cá thì thường lắm, ngày nào cũng ăn cá hết mà. Cái này là hồi nãy Quỳnh á,
đi vợ câu mấy con cá rồi lội dưới sông á, thấy cái bông này đẹp quá nên cái Quỳnh làm nhẫn tặng nụ. Nụ đừng có chê, nụ nhận nha. Mụi có chê cái gì đâu. Thiệt hả? Nụ, nụ đồng ý thiệt hả? Quỳnh đa tạ nụ. Thì Quỳnh gửi cho nụ, bây giờ nụ xề tay ra đi. Quỳnh đang nỉ đó, mụi đồng ý rồi mà, sao mà đổi ý mau quá vậy? Mụi có đồng ý với Quỳnh cái gì đâu. Thì đồng ý là lấy nhẫn đó. Trời, Quỳnh khéo tay quá à. Nụ cảm ơn Quỳnh nha. Ừ nụ, nụ đi về khỏe nha, đi thư thả nha. Nhớ lần sau qua thăm mẫu thân Quỳnh nha. Nãy muội hứa rồi đó. Muội biết rồi. Loa 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 loa, dân làng ai biết chữa bệnh, xin mời đến Vinh Chi huyện chữa bệnh cho phu nhân. Loa 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 loa, loa 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 loa, dân làng ai biết chữa bệnh, xin mời đến Vinh Chi huyện chữa bệnh cho phu nhân. Tôi biết. Ừ, người biết chữa bệnh à? À không, ý tôi nói là tôi biết được một thầy lang giỏi trị bệnh lung lắm đó đa. Ủa, vậy nhà thầy lang đó ở đâu? Trước khi tôi chỉ nhà thầy lang, tôi sẽ nói trước cho hai huynh lính biết, cái người thầy lang này á có tài nhưng mà cũng có tật. Ủa, nhưng mà bây giờ làm sao để biết đó là thầy lang và ổng có tật gì? Nè, để tôi nói cái tật của thầy lang cho huynh biết nha. Ngươi nói lại đi. Có nghĩa là thầy lang rất giỏi nhưng mà thầy không biết thầy là thầy lang. Ừ. Trừ khi á là mình phải làm cho thầy đau, đau thiệt là đau. Ừ. Và bằng cách là đánh thật là mạnh cho thầy nhớ, đặng thầy nhớ mình là thầy lang. Ừ. Lúc đó thầy sẽ nhớ mình là thầy lang thiệt, sẽ biết tự động cứu người. Vậy làm phiền chỉ nhà giùm tôi được không? Đây, Quỳnh nhìn thấy cái nhà, cái nhà đằng đó đó. Ờ. Quỳnh thấy cái nhà lá không? Ở trong cái nhà lá đó có một cụ bà là mẫu thân của thầy lang, và thầy đó tên là thầy Ốc. Đa tạ ngươi. Nhớ nha, nhớ đánh thiệt là đau nha, đánh thiệt là đau thầy mới nhớ. Đa tạ nha. Đa tạ, đa tạ, đa tạ. Đi đi đi. Chủ hay thiệt nghe. Mẫu thân ơi, mẫu thân ơi, mẫu thân ơi, con về rồi hả? Dạ con về rồi. Ờ, sao rồi con, bữa nay nhiều không? Dạ nhiều lắm. Kìa, con đã nói rồi, mấy cái việc này á để con làm. Cái thằng, sao mẫu thân làm hoài vậy? Không có sao, mẫu thân khỏe rồi, mẫu thân đỡ rồi, nằm nhiều nó mệt lắm. Mấy việc này nói nhẹ nhẹ để mẫu thân làm cho. Nhưng mà một lần này nữa thôi nha, mời mốt để con làm đó. Ừ. Hứa nha. Ừ. Dạ. Hôm nay con bắt được nhiều lắm á. Wow, nhiều quá. Con trai mẫu thân giỏi quá. Dạ thôi để đây đi. Ờ. Chút nữa con đem xuống con nấu cơm. Bữa nay làm món mới cho mẫu thân nha. Dạ. Chuyện gì vậy? Thì ra nhà thầy lang ở đây. Dạ, xin mời thầy lang về chữa bệnh cho phu nhân ạ. À. Trời, mấy huynh ghẹo đệ chi không biết. Đệ đâu phải là thầy lang gì đâu. Đệ là Ốc. Đệ đâu có biết chữa bệnh gì đâu mà kêu là thầy lang. Chàng ở con trai tôi cứ tối ngày mò cua bắt ốc, chứ có biết cái gì thuốc thang mà mấy chú nói vậy. Dạ đúng rồi đó. À thì ra bây giờ phải có cách làm cho ngươi nhớ lại đúng không? Được rồi. Lính. Ủa? Cầm lính. Đây. Là sao? Nằm xuống. Cái gì vậy? Mấy người làm gì con tôi vậy? Gì vậy? Mấy chú bởi người ta cứu người. Cứu người. Bà tránh ra. Thả tránh ra. Tôi bắt bà luôn bây giờ. Mấy chú ơi. Nè tránh ra. Tránh ra. Đừng đụng tới mẫu thân ta. Được rồi, chữa bệnh thì chữa. Bây giờ nhớ ra chưa? Mẫu thân, mẫu thân, con đi lần này mẫu thân ở nhà bình an nha. Đừng có lo cho con, con không sao đâu. Mà con có biết chữa cái gì đâu. Dạ kệ đi chứ, con không sao đâu. Ừ, mẫu thân con đi cẩn thận nghe. Dạ. Cẩn thận nghe con. Ngay từ đầu ngươi nói ngươi là thầy lang, đâu phải bị đòn như vậy. Đi thì đi. Đi. Con. Ừ.
đi lẹ lên. Từ từ bé Quang ơi, bây giờ cái mông tôi muốn tét ra luôn, đi không có nổi nữa. Ôi da. Ráng đi, ráng đời. Ráng cái gì mà ráng, tự nhiên xui xẻo dính cái vụ này. Ôi da. Nụ, nụ ơi, cứu huynh, đau quá. Đi lẹ lên. Nụ ơi. Lẹ đi, đi lẹ lên. Từ đi. Từ Quang ơi. Đấm lưng cho tao coi. Lẹ đi. Mày đừng mà có để đau Quang đợi vậy? Lâu sao mà lẹ được? Dạ dạ. Dạ bẩm Quang, thầy Lan đã tới ạ. Ồ, thầy Lan. Dạ. Xin mời thầy ạ. Dạ đa tạ thầy nhiều lắm ạ. Rất vui hôm nay được thầy đến đây chữa bệnh cho phu nhân của tôi. Trời, tôi lo lắng quá. Dạ đa tạ thầy. Bay đâu, kêu phu nhân ra đây. Dạ dạ, Quang ơi, con nói thiệt với Quang, con không có biết chữa bệnh. Dạ, con giỏi bắt cá với lại làm ruộng thôi hả? Nói gì vậy? Nông dân bắt cá là sao? Dạ, con nói thiệt, con là nông dân thứ thiệt, con biết chữa bệnh gì đâu. Biểu coi. Dạ 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 dạ, dạ Quang. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt Quang. Dạ. Dạ. Được rồi. Tôi có cách để giúp cho thầy nhớ lại, để biết mình là ai đúng không? Bảy đâu? Dạ. Dạ. Ý lệnh, giúp cho thầy nhớ lại coi. Dạ. Vô. Ủa, vậy là sao vậy Quang? Để giúp thầy nhớ lại coi thầy là ai, để coi thầy có phải là thầy đang trị bệnh không nghe. Ủa, mày đâu? Đã đi. Ôi dạ. Nhớ chưa? Dạ dạ dạ. Lại Quang, con nhớ rồi. Phải thầy chữa bệnh không? Dạ đúng rồi. Phải thầy Lan không? Dạ phải. Dạ xin thầy tha lỗi. Nếu mà thầy nhớ sớm chút thì thầy đâu có bị ăn đòn như vậy. Trời trời con rồi Quang ơi. Bây giờ tôi kêu phu nhân tôi ra đây để cho thầy chữa bệnh nha thầy. Dạ. Mày đâu? Dạ. Đưa phu nhân ra đây. Dạ. Phu nhân tôi đã ra, thầy chữa bệnh liền đi thầy. Đây là phu nhân hả? Ừ. Dạ, nhưng mà bây giờ mấy người này bây giờ có thể mời đi chỗ khác thì con mới chữa được. À, mọi người đi chỗ khác mới chữa bệnh được hả? Dạ, đúng rồi. Ra ngoài. Dạ. Lên, dạ. Ra ngoài hết. Dạ. Lùi dạ, ra. Dạ. Bên kia. Đi. Ra ngoài. Ra ngoài. Lẹ lên. Ra ngoài, tất cả ra ngoài hết. Rồi. Đi hết rồi. Dạ. Dạ. Thầy chữa bệnh cho phu nhân của tôi đi. Dạ, Quang cũng đi luôn à. Tôi cũng đi luôn hả? Dạ. Dạ đúng rồi, Quang đi thì con mới thăm khám kỹ cho phu nhân được. Phu nhân ở đây để cho thầy chữa bệnh nghe. Thầy hãy chữa bệnh cho phu nhân tôi liền nghe. Dạ. Tôi đi nghe phu nhân. Phu nhân bị sao vậy? Phu nhân tôi bị mắc xương á, rất đau và khó chịu. Ăn uống thoải mái, không mời tới, giờ mắc xương kêu tới. Ngồi uống miếng nước rồi trị bệnh được không? Dạ dạ, tôi mời thầy ngồi. Dạ mời thầy uống nước. Dạ mời thầy. Trời trời, chết tôi rồi, đau quá tôi. Cười cái gì mà cười? Đau muốn chết à? Cái mông của tôi. Thôi, cười cái gì mà cười nữa? Cái mông vậy sao trị bệnh bây giờ? Lấy đồ ra đây cho tôi trị cái mông. Mông lành rồi tôi mới trị bệnh được. Lấy gì là lấy gì thầy? Thì trứng gà. Mà thôi. Hả? Lấy muối ra đây. Dạ. Dạ đây thầy. Muối đây ha. Dạ. Mà phải muối không? Mặn là biết muối rồi thầy. Đắp cái mông nè. Ôi da. Ôi da. Ôi da đau quá. Ôi da. Đúng rồi, thôi đi. Thôi mạnh lên. Mạnh lên. Cục xương nè bà ơi. Thầy. Được rồi. Trời,
Phu nhân đừng nói với ta là phu nhân nuốt nguyên con cá. Người ta mắc xương, chỉ một miếng vậy thôi là đã chết rồi. Phu nhân còn sống là kỳ tích rồi đó. Ăn uống như vậy đó, mai mốt đừng như vậy nghe. Phu nhân nhớ lời ta nói đó. Ui da, ui da, ui, cái bông đang đau mà quên cứ ngồi. Ông ơi, ông à. Hơi hơi, tội rồi, kêu quan chi nữa ta về. Ngươi đã làm gì? Lính đâu? Ngươi đã làm gì phu nhân ta? Không có, giờ không có. Sao rồi? Hả? Ngươi đã làm gì mà phu nhân ta không nói chuyện được là sao? Dạ, không phải, không có hả? Chờ đó. Tôi khỏe rồi. Đúng rồi, phu nhân hết bệnh rồi. Phu nhân ăn sao mà nuốt nguyên con cá, bây giờ nhả cái xương ra rồi đó. Phu nhân hết thiệt rồi hả? Trời ơi, hay quá. Đa tạ thầy nhiều lắm. Thầy dạ, Lan dạ. Thật là giỏi. Dạ, thưa thầy Lan, phải nói là tài nghệ của thầy quả là tuyệt đỉnh cao siêu. Dạ, thầy giỏi như vậy mà không đi trị bệnh cho nhiều người thì thật là uổng quá, uổng quá. À, sáng nay tôi sẽ giới thiệu với thầy, tiểu thơ con của quan phủ cũng đang bị bệnh rất là nặng. Vậy bây giờ nhờ thầy lên trển giúp cho tiểu thơ con của quan phủ được không ạ? Thôi, con lại quan, con không có trị bệnh được đâu. Con là nông dân nghèo thôi à. Nông dân hả? Dạ. Thầy là thầy mà. Con không phải. Mày đâu? Dạ. Thầy là ai? Con thầy nhớ thầy là ai? Dạ. Thôi được rồi. Con là thầy. Dạ, đa tạ thầy nhiều lắm. Dạ, đội dạ, thầy có cái tật hay quên, mà mỗi lần thầy quên thì tôi phải giúp cho thầy nhớ. Dạ, mời thầy. Dạ. Đưa thầy lên quan phủ. Dạ, mời thầy ạ. Ôi dạ. Thầy giỏi quá à. Phu nhân khỏe rồi hả? Dạ, bẩm quan, con thấy tiểu thơ cũng mạnh khỏe, đi đứng bình thường mà quan, thấy đâu có giống bệnh đâu. Đúng, thấy bình thường mà, chỉ không nói được thôi. Trời, tội nghiệp tiểu thơ quá, đẹp gái như vậy mà bị câm. Tầm 7. Ủa? Chỉ không nói được thôi, chứ không có phải bị câm. Không nói được là bị câm đó quan. Ta nói là không nói được thôi, hiểu chưa? Dạ, nói được. Nói nữa là người rớt đầu đó. Dạ hiểu rồi quan. Mà nếu như vậy á, là có nghĩa là từ lúc tiểu thơ sinh ra là tiểu thơ không nói được, đến bây giờ chứ không phải là tiểu thơ bị câm đúng không quan? Lúc sinh ra thì ai mà nói được. Dạ. Nhưng nó chỉ không nói được dạo gần đây thôi. Hiểu chưa? Dạ con hiểu rồi. Nếu như mà thầy có thể chữa được bệnh của con gái ta, chỉ còn nói 3 câu thôi, ta sẽ trọng thưởng. Ngoài ra còn gả con gái của ta cho thầy nữa. Dạ. Vậy là khó nữa rồi. Không làm được à? Dạ dạ được. Ta có nghe quan tri huyện nói thì mất trí nhớ đúng không? Không lẽ ta lại phải dùng đòn roi để thầy nhớ ra phương pháp chữa bệnh? Con nhớ rồi, con nói là con chữa được mà. Ừ, được. Thầy đi vô thay quần áo mới cho ta. Dạ, đa tạ quan. Thầy nhìn có vẻ đang rất đói đúng không? Dạ thưa, con ngại quá, nhưng mà có ăn cũng được. Thầy phải ăn uống no say mới trị được. À đúng rồi quan. Bây giờ con, tại vì con đi xa tới đây con đói bụng quá à. Quan có thể cho con xin một chút gạo, chút nước với lửa để con nấu cơm con ăn được không quan? Được, ta cho người nấu giùm thầy. Thôi được rồi. Thảo dân là người dân nghèo, là thường dân, tự con nấu con ăn con quen rồi. Không sao đâu, đừng ngại. Ta đi đây. Dạ mời quan. Thôi, nấu cơm ăn thôi, đói bụng quá. Nấu cơm thôi. Huh?
Sao kỳ vậy? Sao mà không đứng gì hết? Gì kỳ vậy trời? Trời ơi, có hai cái cục đá à, làm sao mà đứng vững được chứ? Ủa, vậy hả? Ngươi phải lấy thêm một cục đá nữa bỏ vô thì mới đứng vững được. Ba cục mới được hả tiểu thơ? Nhưng mà bây giờ kiếm đá ở đâu ra hả trời? Đá ở đâu bây giờ? Không biết đá ở đâu nữa. Khờ ơi là khờ. Cục đá đây nè. Đây nè. À, thì ra ở đây. Khờ mà. Quên. Dạ. Rồi. Hay quá, đa tạ tiểu thơ nha. Người gì đâu mà khờ quá. À, phải mồi lửa. Mồi lửa mới được. Lửa. Ủa, sao nó không cháy vậy? Trời ơi, phải lấy cái bùi nhùi bỏ vô thì nó mới cháy được chứ. À, bùi nhùi. Có bùi nhùi mới cháy. Được rồi, đa tạ tiểu thơ nha. Sao, bỏ xuống. Sao nóng quá vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống. Trời ơi, người gì đâu mà khờ dữ vậy? Bỏ xuống. Trời ơi là trời, phải cho thêm củi vô chứ rơm nó cháy hết bây giờ. Trời ơi, khờ ơi là khờ. Quang ơi, nói quá trời luôn, nói hơn ba câu luôn đó Quang. Cuối cùng thì con gái của ta cũng đã nói chuyện được rồi. Ngươi quả thật là một thần y đó. Trong suốt thời gian qua, ta đã phải trị tội biết bao nhiêu tên lang băm. Những tên đạo đức không có, mà lại còn tham lam nữa. Cuối cùng, ngày này cũng đã tới. Con gái của ta cũng đã có thể nói chuyện được rồi. Ngươi, ra trước, tắm rửa thay đồ. Ta sẽ chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn và ban cho ngươi thật là nhiều bổng lộc. Dạ, đa tạ quan. Bây đâu? Dạ. Mau đưa thần y vào trong, tiếp đãi chu đáo. Dạ. Sau đó quay lại đây. Dạ, mời thầy. Ta có chuyện cần căn dặn. Mời thầy đi đường này. Dạ. Dạ bẩm quan, hắn đúng là thần y. Dạ, con cũng thấy như vậy đó quan. Nhưng mà. Nhưng mà sao quan? Hắn nghèo quá, lại quê mùa, không có chức tước, không có quyền hành, làm sao ta có thể xe duyên con gái của ta cho hắn được? Tiểu thư nhà ta là thiên kim, canh vàng lá ngọc, bây giờ nó lại còn nói chuyện được nữa, dĩ nhiên là phải sánh vai cùng với các công tử quý tộc nhà giàu, với các quan quyền trong cung. Làm sao ta vậy có thì... thể gả con gái của ta cho hắn? Không thể. Bẩm quan, con có ý này. Người nói đi. Quan. Nói đi. Quan. Mau nói đi. Quan cao quá, con nói không có tới. Dạ, quan. Hả? Dạ. Người. Dạ. Dạ, dạ. Hay, hay lắm. Nuôi ngươi không uổng cơm. Dạ. Tối nay dạ. cho ngươi con gà. Dạ, đa tạ quan. Dạ. Dạ. Đi. Dạ, con mời quan. Tất cả những dân làng ở đây, họ đang bị bệnh rất là nặng, cần phải chữa trị. Không biết thầy có thể chữa bệnh cho họ được không? Nếu như mà thầy làm tốt, ta sẽ ban bổng lộc và gả tiểu thơ cho thầy. Dạ mời quan. Thầy lo mà làm tốt nha. Chờ thì sớm được giờ. Thì có chữa bệnh không? Dạ. Tôi cũng biết nữa. Thưa bà con, ta là Úc, được quan phủ mời đến đây để chữa bệnh cho bà con. Có chữa bệnh á. Nhưng mà bây giờ, tại vì thời gian không cho phép, những ai mắc chứng bệnh nan y, bệnh nặng nhất ở đây mà bệnh nan y nha, sắp là không qua khỏi rồi đó, thì ở lại đây ta chữa. Còn những ai mắc bệnh thông thường, sức khỏe còn tốt, thì hẹn lại sau, ưu tiên cho người bệnh nặng. Dạ. Mời bà con về bớt đi. Bây giờ chỉ nên ở lại những người nào mà bệnh thiệt nặng thôi. Ai mà bệnh nặng nhất bây giờ hãy giơ tay lên giùm ta. Dạ tôi. Nhiều tôi. Vậy luôn sao?
Thôi được rồi, bệnh nhiều ta trị được hết, yên tâm. Bây giờ ta xin trình bày phương pháp trị bệnh của ta. Đó chính là phương pháp lấy lửa thiêu trừ bệnh tật. Bà con thấy sao? Cái phương pháp này á là được lưu truyền từ dòng họ tổ tiên ba đời của ta truyền lại, không phải ai cũng biết đâu. Thắc mắc đúng không? Bà con mới lần đầu tiên nghe phương pháp này có phải không? Đúng rồi. Như vậy nè. Rồi, ta nhìn cái tên này nè, nhìn là biết bệnh nè, bệnh nặng lắm nè. Qua đây, qua đây. Qua đây. Nhìn đây, da dẻ xanh xao, nhìn là biết bệnh gan rồi. Thì cái phương pháp của ta như thế này nha. Lấy một cây đuốc, nhóm lửa lên. Lúc đó lửa phần phật lên vậy nè. Rồi mình nhắm ngay cái gan nha. Mình nhắm thẳng ngay cái gan á, khi mà lửa còn cháy phần phật vậy nè. Mình đâm vô một cái. Sau đó mình xoay thiệt mạnh vậy nè. Xoay. Rồi mình lôi cái gan ra ngoài. Đó. Rồi sẽ hết bệnh thôi. Ngươi ở lại để ta chữa bệnh gan cho ngươi nè. Ê, bà con. Bà con ơi. Rồi, mấy người xa bị bệnh nặng gì đó, lên đây ta chữa luôn. Nè. Ây, trời ơi. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Trốn. Quả là thần y. Trời đất. Thầy đang làm gì? Dạ, con thầy đang làm gì vậy hả? Con tập thể dục quá Quang. Để giãn gân giãn cốt sau khi chữa bệnh xong. À. Đó, Quang thấy không? Hồi nãy á, con đã trình bày cái cách mà con sẽ chữa bệnh cho người dân. Nhưng mà dân làng đi về, họ nói là tự trị. Đó, ai cũng vui vẻ về hết trơn rồi. Hay, đúng là thần y có một không hai. Dạ. Ta nhất định sẽ ban rất nhiều bổng lộc cho thầy. Dạ, đã tạo Quang. Còn nếu mà gả con gái cho thầy thì ta tiếc quá. Dạ Quang, con xin thú thiệt với Quang. Tiểu thơ nhà Quang là lá ngọc cành vàng. Nam nhân ở trong thiên hạ ai cũng ước được sánh duyên cùng với tiểu thơ. Nhưng mà xin quan thứ lỗi vì con đã có người thương ở quê nhà. Vậy à? Hên quá. Ủa, hên là sao quan? Tốt quá. Sao tốt vậy quan? À không, ta định nói tiếc quá mà ta nói nhầm. Dạ. Tiếc thiệt. Dạ quan, quan tốt với con quá. Đúng vậy. Bây giờ ta sẽ ban cho thầy một thẻ bài. Hai tên lính này sẽ làm theo lệnh của người cầm thẻ bài này. Dạ, con đội ơn quan. Khi có bất kỳ việc gì hãy đưa thẻ bài này ra thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Còn nếu như không giải quyết được thì sao quan? Đừng có đem bán đó. Dạ quan. Dạ vậy tốt quá, con đi về nha quan. Quan. Dạ gì nữa vậy quan? Áo rách rưới quá. Bay đâu? Dạ. Dạ. Thay một bộ y phục mới cho thầy. Dạ. Bẩm quan, thay y phục thì quan kêu hắn bỏ cái đao xuống được không quan? Bỏ cái đao xuống coi. Dạ. Gì vậy? Hết hồn. Thầy thông cảm, đây là thị vệ võ công rất là cao cường. Dạ. Nên hắn làm gì cũng mạnh bạo hết. Dạ. Người mau đưa thầy Lan, à không, thần y vào thay một bộ y phục thật đẹp, thật tươm tất. Dạ. Nhớ phải nhẹ nhàng dùng lễ để đối đãi đó. Dạ con biết rồi. Dạ đội ơn quan. Ừ. Mời thầy. Như vậy ta không cần phải gả con gái của ta cho một kẻ nghèo hèn, lại không phụ ân nghĩa với hắn. Mẫu thân. Mẫu thân ơi, con về rồi đây. Ơi. Mẫu thân. Mẫu thân đâu rồi? Mẫu thân đây con. Mẫu thân. Mẫu thân. Con về rồi mẫu thân. Con. Mẫu thân. Con là ốc nè. Ốc của mẹ mẫu thân nè. Trời dạ. Ơi. Con thằng ốc. Thằng ốc của tôi về rồi đây mà. Dạ con về rồi. Con mẫu thân mừng quá con. Lâu nay mẫu thân có khỏe không? Mẫu thân khỏe. Mẫu thân khỏe con. Hài Nhi bất hiếu, con để mẫu thân ở nhà một mình. Mẫu thân ơi, nhà ông bà phù hộ, tổ tiên thương, nên con được về gặp mẫu thân. Con mày đánh nhiều lắm đó mẫu thân. Nhưng mà mẫu thân nhìn thấy con mặc y phục có đẹp không? Thấy con mặc y phục đẹp không? Chút xíu nữa là mẫu thân nhận không ra con đó. Dạ. Con nụ á,
nó qua đây thường xuyên với mẫu thân lắm. Nó còn nấu thuốc cho mẫu thân uống nữa. Thì cả mẫu thân đồ qua đây thăm mẫu thân rồi sắc thuốc cho mẫu thân uống. Dạ, nụ nụ dễ thương hả mẫu thân? Con xin phép mẫu thân, con đi gặp nụ một chút rồi con về cho mẫu thân. Con đi. Dạ, đi con đi lẹ. Dạ, về nghe. Con về liền. Dạ. Cậu, nụ kia cậu. Đâu. Ồ. Núp đi. Dạ. Núp sát vô. Ê, nụ. Công tử. Nàng đi đâu vậy? Công tử tránh đường cho tôi về đi. Ta nói cho nàng nghe, chuyện ngày hôm trước á, nàng có lỗi với ta. Hôm nay ta sẽ cho nàng tạ lỗi với ta. Công tử. Nàng chịu ta đi. Buông tay ra. Lại là ngươi, 5 lần 7 lượt ngươi phá đám ta, còn đứng đó làm gì? Bắt nó cho ta. Dạ. Quân đâu? Dạ. Đội hắn ra. Đánh 50 hẹo cho ta. Dạ. Đi. Thả ta ra. Các người biết ta là ai không? Thả ta ra. Nụ. Dạ. Nụ có sao không? Đa tạ đại quan đã giúp đỡ. Kìa, nụ đứng lên đi. Ta vẫn là ốc của ngày xưa. Nụ đừng có làm vậy. Tiện nữ biết, nhưng mà bây giờ người đã là hiền tế của quan phủ rồi. Không phải như vậy, ta đã từ chối rồi, cho nên bây giờ ta mới đi về đây để tìm nụ nè. Nụ ơi, ta nói nghe nè, nụ có muốn cùng ta kết duyên phu thê không? Cái nhẫn ta tặng cho nàng, nàng vẫn còn giữ cho đến bây giờ. Có nghĩa là nàng đã đồng ý rồi đúng không? Đó, ba giờ bà ở đây chờ chết hay sao? Nhưng mà ông không thể làm như vậy được. Phận bày tôi, cho dầu có chết còn phải giữ ý chí của một trung thần. Có như vậy thì đời sao mới kính nể. Bà im miệng đi. Phượng quân không, bà biết cái gì mà xen vào chuyện triều chính của ta hả? Nói như vậy ông vẫn không hồi tâm chuyển ý hay sao? Đúng. Ta không biết từ lúc nào bà lại dám xen vào giải khôn ta về việc triều chính. Ông à, dẫn nước đang lâm nguy, tôi đã hết lời khuyên lơn, vậy mà ông vẫn một mực khăng khăng. Nếu đã như vậy rồi thì đừng có trách tôi. Tôi sẽ lên trình báo chuyện này cho hoàng thượng để người được rõ. Đứng lên. Dám thả mẫu thân ra. Thả mẫu thân ra. Thả ra. Ông ơi, bỏ bà ra đi mà. Thả ra. Ông ơi, đừng mà ông ơi. Thả ra đi. Bỏ bà ra đi ông. Thả ra. Ông ơi, đừng mà ông. Thả mẫu thân ra. Đừng mà ông, bỏ bà ra đi ông. Để con chuyện cho người ra ngoài. Đánh nó 100 hiệu. Ông cậu ra khỏi phủ ta. Để lên. Bà có sao không bà? Bà ơi. Mời bà. Dạ, mời bà. Bà ơi nè. Bà ơi, xin tha cho mẫu thân đi mà phụ thân. Con cầu xin ông. Xin ông hãy nghĩ tới tình nghĩa mà tha cho phu nhân lần này đi ông ơi. Thả mẫu thân ra đi mà. Đánh ra. Còn ngươi, hãy đem công tử vào trong. Để lên. Dạ. Đánh ra. Mẫu thân. Sao ngươi lâu dữ vậy? Dạ, thưa sứ giả, tại hạ bái kiến sứ giả. Có ai theo dõi ngươi không? Dạ không, tôi kính đáo lắm. Dạ, xin sứ giả cứ yên tâm. Dạ. Vậy tại sao ngươi lại muốn giúp ta đánh thắng quân của ngươi? Dạ, sứ giả hiểu cho. Dạ, người khôn thì bao giờ cũng biết đâu là minh chủ à. Dạ, tại hạ nhỏ bé, chỉ mong góp một chút sức mọn của mình
mong sư giả để ý tới và giúp cho tại hạ. Tại hạ sẵn sàng làm trâu làm ngựa, sư giả muốn gì tại hạ cũng làm hết. Làm sao tôi tin lời ngươi được? Thần nói thiệt á, sư giả kêu thần làm gì thần cũng làm hết trơn hết trọi á. Vậy điều kiện của ngươi là gì? Dạ, tại hạ chỉ mong là sau khi ngài đã thôn tính tiểu quốc thì sứ giả để mắt tới gia đình thần và thần là được rồi. Được. Dạ, dạ. Phụ thân, thả mẫu thân ra đi phụ thân. Phụ thân, phụ thân đánh ơi ra. À, đi vô phòng trong mà ngủ. Ta phạt ngươi không được gặp ai hết. Không được, bây giờ con muốn gặp mẫu thân. Bây giờ con phải gặp mẫu thân. Bất dương đi. Công tử, có sao không? Để nó vô trong phòng, đóng cửa lại. Rồi là nó khóc, mặt sát nó, nhảy lên. Đại nhân, ngươi muốn đi theo cái người chống lại ta bội bạc bất kỳ đó ha? Được, mày đâu? Dạ, phụ thân. Dạ, dạ, đem nó vô. Phụ dạ. thân, phụ còn thân. Còn nhà ngươi tử. Dạ, đóng cho ta một cái rõ. Dạ. Đại nhân ơi, đại nhân, công tử còn nhỏ lắm đại nhân ơi. Còn ngươi biết cái gì? Đi vô trong. Cầu xin đại nhân mà đại nhân ơi. Sao? Chừng nào á nhà ngươi mà ngoan á, nghe lời của ta ha, quên cái người mà chống lại ta đi, hãy quên mẫu thân của ngươi đi, thì ta sẽ cho ngươi theo ta. Còn không hả, ta nói với tụi nó quăng nhà ngươi xuống sông, hiểu chưa? Giờ sao? Con muốn đi tìm mẫu thân. Tìm mẫu thân hả? Được, cứng đầu hả? Lại đây. Dạ. Ta chỉ nói vậy thôi, ta hù để cho nó sợ, nó hối lỗi, nó nghe lời ta, hiểu chưa? Dạ. Ta nói với nó là bỏ nó vô cái rọ để bỏ nó xuống sông. Dạ. Ngươi nhớ là làm nhẹ nhẹ thôi nghe chưa? Dạ. Để cho nó sợ hả? Dạ, dạ. Nó hối lỗi rồi thì đem nó về phủ của ta, nghe chưa? Dạ. Ngươi nhớ đó. Dạ. Làm đi. Đem công tử vô. Các con muốn làm gì? Đi. Không, vô. Ta không vô đâu. Ê. Ta không vô đâu. Công tử, công tử ơi. Công tử. Các người nhảy xuống cứu công tử đi. Nhanh lên. Công tử ơi, công tử. Công tử ơi, đừng làm tôi sợ mà công tử. Công tử ơi, công tử ơi là công tử. Không có, ở này cũng không có. Công tử ơi, người xuống tiếp lòng nữa đi. Công tử không sợ cái chuyện gì nữa. Nhanh lên. Đi đi. Công tử ơi, công tử ơi là công tử. Ra tiền đằng kia đi. Sao ta nói còn người trong nhà. Nhanh lên. Nhanh lên. Công tử ơi. Công tử ơi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Chết trôi nè. Không biết sao mà nó bị chết đuối quá. Bà nhìn thử coi có quen không. Trời ơi, ai mà ác nhân ác đức vậy nè, hại chết một thằng nhỏ như vậy nè trời. Sáng sớm thì lão Tứ phát hiện được xác của cậu bé ở gần sông á. Trời ơi, ác nhân thiệt. Đúng rồi đó, ác coi nhân bộ thiệt. Cũng quần áo giải gắm thượng hạng á, chắc là con nhà quyền quý á bà ơi. Đúng rồi đó, không biết sao lại bị vậy nữa. Không biết nó còn ai nữa. Đa tạ bà,
con từ đâu tới? Con cho ta biết nhân thân của con được không? Dạ thưa bà, con, con chính là phu nhân của một vị quan to trong triều. Nhưng việc xảy ra mâu thuẫn mà con bị tống ra khỏi phủ, nên giờ con không có nơi nương tựa, con không biết nơi nào để đi hết. Con sắp đuối sức kiệt hơi, mai nhờ mà gặp lão bà ở đây. Con xin lão bà hãy rủ lòng thương cho con có nơi nương náu. Con thề là con không làm liên lụy tới bà đâu. Nếu bà lo sợ thì con sẽ rời khỏi nơi đây lập tức. Con sẽ đi ngay. Thì Râm, cho ta hỏi, con có một bé trai nhỏ phải không? Dạ đúng rồi, sao bà lại biết? Không biết nó là con nhà ai ở đâu nữa. Cải, Cải ơi, Cải. Ủa, bà ta là ai vậy? Thấy mà đau lòng. Tôi cũng không biết nữa. Cải ơi, Cải ơi, mẫu thân không muốn con xa mẫu thân đâu. Tại sao vậy hả Cải? Mẫu thân xin lỗi con Cải ơi. Cải ơi, Cải, tại sao vậy? Cải ơi, tôi nghiêm con trai rồi. Mẫu thân xin lỗi con, mẫu thân xin lỗi con Cải ơi. Cải ơi, con không sợ cô đơn đâu. Mẫu thân sẽ đi theo con, mẫu thân sẽ đi theo con Cải ơi. Con ơi, Thiếp ơi, Thiếp tỉnh lại đi. Thiếp, con ơi, con đừng có nghĩ quẩn như vậy. Việc cần làm trước mắt á là hãy lo cho nó đàng hoàng, mồ yên mã đẹp, để cho nó được siêu thoát con ơi. Cải ơi, Cải ơi, Thiếp ơi, bình tĩnh đi. Thiếp, Thiếp ráng giữ sức khỏe để còn lo hậu sự cho con mình nữa. Thiếp ơi. Phải không con? Để mẫu thân kể chuyện cho con nghe nha. Ngày xưa có hai mẫu tử, đứa con trai lúc nào cũng quấn quýt bên mẫu thân của mình. Tôi chuyện này buồn quá, để mẫu thân kể cho con nghe chuyện khác nha. Cậu bé Cải là một cậu bé thông minh, biết vâng lời mẫu thân. Sẽ không bao giờ rời xa mẫu thân mà Cải. Tại mẫu thân có lỗi, mẫu thân đã bỏ con ở lại đó một mình. Cải ơi, con lạnh lắm phải không?
để mẫu thân sưởi ấm cho con nhé. Con trai bé bỏng của mẫu thân. Gió đưa cây cải về trời, rau răm mở lại, chịu đời đắng cay. Chào thím. Tôi nhớ ra thím rồi. Thím có phải là mẫu thân của cậu bé bị trôi sông hôm bữa không? Dạ đúng rồi. À, rằm tháng này làng mình có tổ chức lễ hội xóa tội vong nhân á. Thím tới đó cầu siêu cho bé nha. Con cũng tới đó cầu siêu cho phụ mẫu của con á. Thiệt sao cô nương? Thím nhớ tới nha. Nhất định tôi sẽ tới. Đa tạ cô nương. Dạ. Dạ chào cô nương. Dạ con chào thím con đi. Dạ. Sắp tới ngày xóa tội vong nhân, ta có thể cầu nguyện cho thằng cái được rồi. Dạ, ông muốn mua gì ạ? Ta đây chẳng bán buôn gì, ta đây chỉ muốn giúp người cô đơn. Nhưng mà ông là ai? Ta chính là thầy đồ tế. Là thầy đồ tế? Đúng. Thầy làm được những gì? Ta trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mọi thứ ta đều làm được cả. Vậy thầy có thể gọi hồn người đã khuất về nói chuyện được không? Dĩ nhiên là được rồi. Nó quá đơn giản đối với ta. Vậy hả thầy? Thầy tốt quá. Thầy có thể giúp tôi được không? Được. Bà hãy mau đi theo ta. Dạ dạ. Ừ. Dạ, đây là mộ con trai tôi nè thầy. Ừ, để đồ đó, ta sẽ làm phép cho mộ của con bà. Xong rồi đó, con bà nó sẽ được siêu thoát. Dạ thầy ơi, thầy có thể gọi hồn về để mà cho tôi được nói chuyện được không thầy? Được được. Lần này ta sẽ gọi linh hồn của con bà về được chưa? Dạ, tôi đã tạ thầy nhiều. Công ơn này tôi không biết lấy gì để đền đáp. Thầy nhận tôi một lại để gọi là đền đáp. Chết, đừng. Bà đừng có làm như vậy. Đừng làm như vậy. Thầy làm cái gì vậy? Bà thương bà mà. Thầy làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đừng có giải dụ như ra. Vậy. Ta đã chú ý đến bà lâu lắm rồi. Ta chờ cơ hội này lâu lắm rồi. Hôm nay bà nhất định sẽ là người của ta mà thôi. Lại đây. Bắt người ta cứu tôi với. Đừng có la mà. Con ở đâu vậy? Có phải con không cãi? Ai vậy? Ai? Là ai? Đừng có hù ta. Ta không có sợ đâu. Thầy. Im. Bà bảo im làm. Ta giết bà. Người ta. Người ta. Con đâu rồi cãi? Ai? Cãi ơi. Là ai? Cãi ơi. Ai đó? Hả? Ê. Ha 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 ha
vô tình vàng đáng ghét, tình vàng đáng ghét này. Chết nè. Thiếm ơi, thiếm có sao không vợ? Tôi không sao. Tụi con đã chờ tới ngày bắt được tên thầy tế gian xảo đó lâu lắm rồi đó. Đa tạ cô nương nhiều. Bây giờ thiếm về nhà đi, trời khuya lắm rồi đó. Không, tôi không về đâu. Tôi phải ở đây với thằng cái. Con tôi nó lạnh lắm, tôi không thể bỏ nó về được. Thôi. Cô đừng về đi, tôi đa tạ cô nương nhiều. Tranh thủ về sớm nha thím, nguy hiểm lắm đó. Tôi biết rồi, đa tạ cô nương về đi. Dạ. Giờ đã bị nhớ nhất, làm sao mỗi thân có thể sống nổi hả Cải ơi? Mẫu thân không thể vuốt ve con bằng bàn tay và hành hạ nhớ nhớp này nữa. Mẫu thân không xứng đáng. Cải ơi, rau tươi lắm. Cái này ngon thế này thím. Bà có thấy thị Râm ở đâu không? Dạ đó tạ. Dạ không, tôi không thấy. Bà ơi, mua rau đi bà. Thẩm ơi Thẩm, Thẩm có thấy thị Râm ở đâu không? Tôi không thấy. Bà ơi, mua rau đi bà. Cô nương à, dạ. Cô có thấy thị Râm ở đâu không? Ủa, vậy thím Râm không có nhà hả bà? Từ tối giờ không có thấy nó, bà không biết nó đi đâu nữa. À, hồi tối con thấy thím ở ngoài mộ của con trai thím á. Con thấy thím khóc nhiều lắm. Con kêu thím về sớm đi, trời cũng khuya rồi. Nhưng mà thím không có chịu, không biết có ngủ quên ở ngoài hôn nữa. Trời ơi, chết rồi. Cái cây này ngộ thiệt, hồi nào giờ không có thấy à. Tại sao nó mọc ở đây mà lại có mùi hương khác nữa? Tại sao nó mọc ở đây? Không lẽ có chuyện gì đó?
rồi. Cho tôi hỏi nhờ với. Cô cho tôi hỏi là sao làng mình thấy vắng vẻ quá vậy? Làng tôi á đang bị dịch bệnh. Người dân trong làng á cứ đau ốm vài hôm là lăn ra chết à. Kể cả thầy Lan cũng không còn ai sống sót để chữa bệnh cho dân hết á. À, tôi là thầy Lan này cô. Cô có thể nào dẫn tôi đi gặp người bệnh để tôi chữa bệnh cho họ được không cô? Nhưng mà Quân tự đi đi, tôi không dám đi đâu. Tôi là thầy Lan mà, trách nhiệm của tôi á là đi khắp nơi để cứu người. Cô giúp tôi được hay không? Ừ, dạ thôi. Bà bị sao vậy bà? Không có gì đâu. Bà ơi, bà bị sao đừng vậy bà? Đừng hỏi tôi gì hết. Đừng hỏi tôi gì hết. Bà, bà ơi bà. Bà cho tôi hỏi, bà bị làm sao vậy? Tôi là thầy Lan. Không, gia đình tôi mất hết rồi, tôi không còn gì nữa. Bà. Mất hết rồi, mất hết rồi. Tuy không biết rau này là rau gì, cũng có thể là một loại rau lạ, nhưng cũng có thể là một loại thuốc quý. Nếu là thuốc quý, xin hãy cho thầy Lan ta một ít để bào chế thuốc, để cứu chữa cho dân làng. Đúng rồi, đúng thật, đây là một loại thuốc quý. Con xin đa tạ, con xin đa tạ, con xin đa tạ. Dạ, con tạ ơn trời, trời cao đã có mắt. Lần này dân làng đã được cứu sống rồi. Bà đâu? Bà đâu? Dạ dạ dạ. Bà đâu? Con đây ông ơi. Chuẩn bị tương trang lại lên. Dạ, dạ. Đưa cái áo cho ta. Dạ. Lại lên. Lại lên. Làm cái gì mà lâu dữ vậy? Dạ nè ông. Gì vậy? Tôi buông ra. Đi vô chuẩn bị tương trang cho ta. Lại lên. Dạ. Dạ bẩm đại nhân, có quan khâm sai đến tìm ngài ạ. Cái gì? Ai? Quan khâm sai ạ. Quan khâm sai? Dạ. Quan đâu rồi? Dạ ngoài cổng. Ta đây. Ta đây. Dạ. Dạ thần chào quan. Ở bờ sông làng Hạ, dân làng phát hiện một thi thể, được xác nhận là công tử Cải, con trai ngươi. Quan nói gì vậy? Thần không hiểu gì cả. Chuyện này con trai của thần làm sao ở làng Hạ được? Ta đi về các ngươi kỹ rồi mà, tại sao không dẫn con trai ta về mà để nó chạy đi đâu vậy? Hả? Dạ. Dạ. Quỳ xuống. Dạ. Giải thưa không che được mắt thánh, nhưng chướng rành rành, ngươi còn định chối tội sao? Dạ, thần có chối gì đâu. Lắng tai lên, nghe ta đọc cáo trạng đây. Dạ. Tội thứ nhất, chính ngươi trong lúc nóng giận đã hạ chết con trai mình. Tội giết người phải đền mạng. Tội thứ hai, ngươi phản quốc vong ơn, tướng giặc đã xin hàng, ngươi còn chối được sao? Nay giữ yên bờ cõi, phải trừng trị tên gian thần như ngươi. Dạ. Dạ, dạ thưa đại quan. Quan cho thần lắm, không có phải như vậy đâu. Con trai con thần nó bơi giỏi lắm, nó đang ngủ mà, không thể nào như vậy được đâu. Quan lắm, quan cho thần lắm đại quan ơi. Mày đâu? Dạ. Dạ. Vào dẫn hắn đi. Dạ. Dạ. Quan, quan cho thần lắm đại quan ơi. Quan cho thần lắm đại quan ơi. Quan cho thần lắm đại quan. Quan cho thần. Quan cho thần lắm đại quan ơi. Bà con ơi, hãy tự cứu lấy mình, đây là thuốc miễn phí. Bà con nào bị bệnh lấy thuốc miễn phí đi. Bà con ơi.
Loại rau trên mộ công tử Cải được gọi là rau răm, vì nó mọc lên từ tấm lòng yêu nước, thương con, giữ gìn lễ tiết của người phụ nữ tên là Thị Răm. Mọi người nhớ đến rau răm như một loại thuốc chữa bệnh cứu người. Dân gian còn lan truyền một câu ca để tỏ lòng thương cảm cho tình mẫu tử: gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay.